cái tên Mimi Morris bỗng dưng trở nên nổi như cồn kể từ sau khi xuất hiện trong lốc của Vũ Khắc Thiệp thời gian vừa qua. Nữ tỷ phú này gây sốt nhờ gia tài siêu khủng là căn biệt thự hàng chục triệu đô và bộ sưu tập xe hơi hạng sang. Thêm vào đó, thú chơi đồ hiệu cũng như vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi 50 của Mimi cũng là yếu tố khiến tên của cô nóng hơn bao giờ hết. Mimi có chồng là CEO của tập đoàn quốc tế thuộc sở hữu của chính gia đình cô. Vì lẽ đó mà cuộc sống của cô vô cùng sang chảnh với những chuyến du lịch khắp nơi cùng chồng. Vũ Khắc Thiệp trong tiệc sinh nhật của nữ tỷ phú Mimi Morris. Những hình ảnh cuộc sống đời kém cỏi của Mimi. Mới đây nhất, Mimi lại đăng trên Instagram những bức ảnh trong lần ghé thăm Paris xinh đẹp. Ở đó, nữ tỷ phú lại check-in ở một vị trí vô cùng nổi tiếng, từng là điểm đến trong lúc trước của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Thiệp. Đó chính là khách sạn Hotel Bajani. Mimi check-in ở khách sạn Pháp. Sảnh của khách sạn Bajani. Được biết, Hotel Bajani là một trong ba khách sạn nổi tiếng nhất Paris, thuộc top 5 khách sạn có lượt check-in nhiều nhất trên Instagram toàn cầu. Nằm trên đại lộ Montaigne, một trung tâm thời trang cao cấp của Paris, Bajani được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới với phòng cao cấp nhất là 700 triệu đêm, từng là nơi đón chào nhiều vị khách nổi tiếng. Khách sạn được nhiều đơn vị đặt phòng nhận xét là quyến rũ không nơi nào sánh được vì có sự giao thoa giữa các nét truyền thống và hiện đại. Khách sạn có kiến trúc Pháp rõ ràng và view nhìn thẳng ra thác Eiffel thơ mộng. Ngoài ra, khu sân vườn cao gia đình với những bức tường đầy cây dây leo và những ô cửa màu đỏ cũng điểm nhấn không thể nào bỏ qua. Vẻ đẹp của khách sạn Bajani. Ông bầu Vũ Khắc Thiệp đã không khỏi lảo đảo khi đặt chân đến đây. Vì phòng mà Mimi Morris chụp ảnh cũng rất giống ảnh của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Thiệp trong chuyến đi của họ. Được biết, phòng mà ông bầu và nữ hoàng nội y ở có rét 110 triệu đêm. Đây là tiếng thưởng tặng của phía khách sạn dành cho người có lượng follow lớn trên Instagram là Ngọc Trinh chứ ban đầu cặp đôi chỉ book phòng 44 triệu đêm thôi. Trong khi đó, dù có cùng di nhưng phòng của Mimi ở mức rét nào thì không ai biết. Mimi có thể trả tiền lưu trú cao hoặc thấp hơn phòng của Vũ Khắc Thiệp. Tuy nhiên dù thế nào thì việc có mặt ở một trong những khách sạn đắt đỏ nhất hành tinh như thế này cũng đã đủ chứng minh phong cách của Mimi rồi. Ngọc Trinh chụp ảnh ngoài ban công khách sạn. Mimi Morris cũng tạo dáng ở đây. Dù không chuyên nghiệp như nữ hoàng nội y vì Ngọc Trinh vốn là người mẫu nhưng có thể thấy là Mimi đã rất vui. Cùng xem thêm một số hình ảnh khác trong chuyến đi Paris của Mimi Morris.